Ngày nào Hoa Khôi cũng bị bắt nạt cả trăm lần, lần nào bọn bắt nạt cũng phát phúc lợi cho đám đông. Ngay cả thầy giáo cũng bị buộc trở thành diễn viên chính trong vở kịch. Không hợp tác sẽ bị tẩn đòn, thầy giáo bất lực đưa bàn tay tội lỗi ra với Hoa Khôi. Nhưng ngay lúc anh sắp chạm vào, lại bị bọn bắt nạt đá bay, người đập mạnh vào bàn thí nghiệm. Người nghĩ có chuyện tốt đấy sao? Người nghĩ chuyện tốt này sẽ rơi lên người ngươi à? Nhưng tên bắt nạt không biết, lúc này thầy giáo bị chảy máu sau đầu và đã tử vong. Còn tên bắt nạt đang túm tóc Hoa Khôi. Hãy sẵn sàng để diễn một vở kịch hay nào. Những khán giả xung quanh đã cầm sẵn điện thoại trên tay, bắt đầu quay lại cảnh cuộc sống tươi đẹp này. Mắt thấy sẽ không thể vượt qua thử thách, người đàn ông bất ngờ mở mắt và sống lại một cách thần kỳ. Còn không biết từ đâu lôi ra một chiếc áo khoác choàng lên người. Đây là nhiệm vụ đầu tiên sau khi ta sống lại sao? Chính xác, trong vòng 72 h ngươi phải giết kẻ bắt nạt học đường trong trường. Việc này rất đơn giản, với đệ nhất sát thủ kiếp trước là ngươi. Sau đó Ngô Kỳ nhanh chóng nhặt ống nghiệm lên, thuần thục tạo ra một bình chất độc. Thấy vậy, hệ thống thân thiện nhắc nhở Ngô Kỳ, trừ đối tượng của nhiệm vụ ra, Ngô Kỳ không được chủ động giết người khác, không thì sẽ trực tiếp xuống địa ngục. Nghe vậy, Ngô Kỳ chỉ cười khẽ và nhìn ra ngoài cửa sổ. Không cần cứ mở miệng ra lại nói những chuyện đáng sợ như vậy. Tôi chính là một công dân tốt, nhưng ai biết được, sự cố ngoài ý muốn sẽ xảy ra vào lúc nào chứ? Em đi trên đường không cẩn thận, hãy để thầy chấm dứt nỗi đau giúp em nhé. Dám lợi dụng lỗ hổng trong quy tắc, chính là ký chủ hoàn hảo trong mộng. Tên bắt nạt học đường chưa bao giờ phải chịu cảnh này. Vội vàng kêu bọn đàn em giết Ngô Kỳ. Đương nhiên bọn đàn em cùng xông lên, nhưng lại bị đánh đến gãy xương sườn và ngã xuống đất. Lúc này cuối cùng Ngô Kỳ mới để ý đến Hoa Khôi bên cạnh, nhưng vừa nhìn mắt đã không thể rời đi. Đương nhiên không phải do lúc đấy Hoa Khôi quần áo tơi tả, mà vì vừa nhìn đã nhận ra người mình quen. Hai ngày trước Ngô Kỳ vẫn còn là đệ nhất sát thủ của Long Quốc, bất kể là loại kẻ thù nào đều bị anh trong vòng 2 phút rưỡi làm cho chết ngoài ý muốn, cả đời chưa bao giờ quay đầu lại nhìn phát nổ. Kết quả anh chết rồi. Anh không biết là do ai giết và giết như nào, nhưng vào lúc anh chết, một thứ có tên là hệ thống sát ý tìm đến anh, cho Ngô Kỳ cơ hội hồi sinh và tìm ra kẻ giết mình, với điều kiện là phải hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống giao cho, trở thành một du khách du hành đến các thế giới. Sau đó thì Ngô Kỳ xuất hiện ở đây. Lúc này đột nhiên Phái Đức nhắc nhở, nếu Ngô Kỳ biểu hiện tốt, quyết định trao cho anh danh hiệu học đỗ. Ngay sau đó lập tức hiện lên một bảng thuộc tính đơn giản, mà danh hiệu học đỗ có thể khiến anh nhìn thấy thông tin chi tiết của mọi vật. Ngay lúc Ngô Kỳ đang nghiên cứu kỹ năng mới, giáo viên chủ nhiệm đột nhiên đẩy cửa bước vào. Hơn nữa vừa vào đã mắng chửi Ngô Kỳ điên cuồng, như thể đã xác định được mọi chuyện đều là do Ngô Kỳ gây nên, muốn anh phải chịu trách nhiệm bồi thường. Nhưng chủ nhiệm không biết, lúc này trong mắt Ngô Kỳ ông ta không có chút bí mật nào nữa. Sau đó Ngô Kỳ tiến đến vỗ vai hắn ta, đương nhiên sẽ có người phải chịu trách nhiệm, nhưng là do những bức ảnh trong máy tính chủ nhiệm phụ trách vừa đề cập đến sở thích cá nhân, chủ nhiệm chột dạ, liền thể hiện ra đây hình như chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Tên bắt nạt đứng bên lại không cho rằng đây là ngoài ý muốn, còn bảo chủ nhiệm nhanh chóng bắt Ngô Kỳ lại, vì nhà tên bắt nạt bán cá, nhà đã đầu tư cho trường học không ít, đến hiệu trưởng làm gì cũng phải nể mặt hắn. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, chủ nhiệm cũng muốn giữ thể diện, nhất thời không biết giải quyết như nào. Hoa Khôi thấy thế liền xông lên giải thích, nhưng căn bản hành động của cô chính là trao phúc lợi cho chủ nhiệm. Nhưng chủ nhiệm một chữ cũng không để vào đầu. Thấy vậy tên bắt nạt bắt đầu tính kế, trực tiếp đổ lỗi cho Ngô Kỳ và Hoa Khôi vì ăn mặc lôi thôi. Lúc làm hành động thú vị trong phòng đã bị hắn bắt gặp, vì xấu hổ nên đã trực tiếp làm cho phát nổ. Các bạn học ở đây đều có thể làm chứng, trước kế bẩn của tên bắt nạt, các học sinh bên cạnh đều thi nhau phối hợp. Thấy cảnh đó, chủ nhiệm hiểu ý, trực tiếp mắng hai người Ngô Kỳ bọn họ. Nhưng ở đó ngoại trừ Hoa Khôi thì không ai lên tiếng nữa cả, chỉ có Ngô Kỳ nhẹ nhàng choàng áo cho cô. Lúc này tên bắt nạt tinh thần phấn chấn, cánh tay cũng không còn đau nữa. Ngô Kỳ, ngươi lấy gì để đối đầu với ta? Ngươi cứ đợi đó, có vài người làm chuyện xấu còn để lại bằng chứng cho mình. Có phải trong đầu hắn có sạn không? Tên bắt nạt sững sờ khi thấy điện thoại mình đang nằm trên tay Ngô Kỳ, thực sự không biết bị lấy đi từ lúc nào. Thấy chủ nhiệm vẫn đang giả khùng giả điên, Ngô Kỳ trực tiếp tiến tới và đặt tay lên đầu hắn, tin chắc rằng chủ nhiệm sẽ lựa chọn đúng đắn. Dù sao ông cũng không muốn chia sẻ kho báu của mình cho mọi người chiêm ngưỡng nhỉ. Để bảo vệ danh tiếng, chủ nhiệm không đấu tranh nữa, trực tiếp tiến lên cho tên bắt nạt ăn một tát. Sau đó lập tức trở thành sứ giả của công lý, tố kẻ bắt nạt là đồ kém cỏi rồi nhờ bảo vệ mang hắn đi. Tên bắt nạt vẫn cố bào chữa cho mình, chủ nhiệm đã quên bố tôi là ai rồi sao? Vụ nổ là do hắn làm mà, bắt hắn lại đi. Nhưng lúc này chủ nhiệm không quan tâm nữa, lão chỉ muốn làm hài lòng Ngô Kỳ. Thật là có đầu nhưng không có đuôi, ông đang tỏ vẻ đáng yêu. Những gì ông vừa làm và những bức ảnh ông lưu trong máy, tôi đã đưa cho sở giáo dục rồi, tin chắc rằng tổ chức sẽ khen thưởng cho sự cống hiến hết mình của chủ nhiệm đấy. Nghe vậy chủ nhiệm trực tiếp quỳ xuống xin tha, nhưng Ngô Kỳ không muốn đối phó với tên cặn bã này chút nào. Còn lúc này tên bắt nạt đã thoát khỏi bảo vệ, từ vẻ mặt đáng sợ của hắn có thể nhận ra hắn không thể chịu đựng được việc này. Mặt khác Ngô Kỳ đang tản bộ trong khuôn viên trường, hệ thống đột nhiên hiện lên thông báo sơ hóa hoàn thành 80%. Phái Đức dễ thương liền hiện lên phía trước giải thích, trong thế giới nhiệm vụ, người thực sự đụng đến sát ý sẽ trở thành quái thú sô. Sô là một sự tồn tại mà con người không thể chống lại được. Thật tò mò không biết Ngô Kỳ có thể trụ được mấy giây trong tay sô. Ta cũng tò mò, sẽ cảm thấy gì khi đánh bại nó.
Nhưng bọn họ không phát hiện ra, tòa nhà dạy học phía sau thực sự xuất hiện một hình bóng kỳ lạ, còn đang nhìn chằm chằm vào họ. Tiểu Khả ngày nào cũng bị đối xử một cách vô nhân đạo. Thầy giáo đi qua quên mình xông lên ngăn cản, nhưng lại bị tên bắt nạt một cước đá bay. Mặc dù không thể đánh bại bọn bắt nạt, nhưng chuyện tốt là họ đã ngừng đánh đập cô gái. Sau đó người đàn ông đã báo chuyện này lại với trường học. Nhưng cô gái đã bị những tên bắt nạt chặn lại, không dám nói lên sự thật, chỉ có thể khai là các bạn học đùa giỡn nhau. Cuối cùng ngược lại còn bị chủ nhiệm dạy dỗ. Mặc dù biết hết nhưng Tiểu Khả không dám nói. Nhưng người đàn ông không cách nào vui lên được. Ngày hôm sau, người đàn ông bị đối xử tồi tệ không thể tưởng tượng được. Có lúc người đàn ông tự hỏi, có nên tiếp tục không? Thực tế, chỉ cần anh ngoảnh mặt đi Nhu chưa thấy gì. Dù sao bản thân chỉ là một người bình thường bất lực. Nhưng anh biết mình không thể làm được. Không làm được không có nghĩa là không thấy. Bị trường đuổi việc cũng không quan trọng. Nhưng anh không ngờ, lần này Tiểu Khả đã đi nói sự thật. Người đàn ông quay đầu nhìn Tiểu Khả đằng sau, đáp lại anh chỉ là nụ cười đáng yêu của Tiểu Khả. Nhưng cuối cùng cô gái lại ngã chết. Người đàn ông vô cùng tự trách, anh ghét bỏ mình yếu đuối. Nếu không phải do mình đã bất lực còn đòi quản, có lẽ bạo lực xảy ra với Tiểu Khả sẽ không leo thang. Dù người đàn ông không có chứng cứ, nhưng anh quyết định đối phó với bọn chúng đến cùng. Cảm thấy ra sao khi xem quá khứ của chủ cũ? Mặc dù trông giống ta như đúc, nhưng hắn trẻ con yếu đuối và ngu ngốc. Nhưng nguyện vọng cuối cùng của người đàn ông xứng đáng được tôn trọng. Thời gian còn lại cho ngươi không còn nhiều nữa. Lắm chuyện vừa thôi Phái Đức, đây là một ngôi trường đầy bạo lực. Cậu bé bị ép làm bao cát chỉ vì béo, nhưng giờ chúng sẽ gặp một cơn ác mộng. Ngô Kỳ trực tiếp đấm vào mặt.